Rồi, Trường xin chào mời cô bác anh chị em các bạn nha. Thì ở đây xong điện thoại Trường có hoài nè mọi người. Thì tự nhiên nay sao mà nó chống lỗ ở đây nè, mà mới ụt nữa cơ. Trường thấy có cá bự lên mà không biết nó ăn không nha. Nó ụt quá ụt rồi cơ. Kiểu như mà bích lục bình hết á. Xong cái nào nó vừa chống được cái cá nó lên á. Này câu chủ yếu là giải trí nha, cá bự cá nhỏ gì nó ăn cũng được, nếu có ăn câu là được à. Mình quay chủ yếu là giải trí mà. Chỗ này Trường thấy làm như có cá bự, có con cá bự mọi người. Nãy cũng thấy nó lộn lộn lên luôn. Thì giờ yêu cầu nó ăn câu rồi được rồi. Cá bự cá nhỏ gì cũng được nha. Rồi đây, Trường đánh hai cần ha. Cần mới chơi với super mát ha, máy FPS với máy Sena nha. Dây thì dây mê công chứ dây vàng vàng đó, thấy nó tốt rồi câu chứ cũng không nhớ tên tên gì nữa. Rồi thì hy vọng cá ăn nha. Có câu rồi hả? Có rồi hả? Nãy giờ để câu lắm. Người câu không ăn đây hả? Ở đây hả? Chưa. Thầy cần sống ngon cảnh có ngon đi vô thôi. Thôi lúc thôi. Thôi về nó thôi vậy. Lắm mày lắm. Trời ơi có dùng. Trời ơi. Cái dùng đó. Đúng rồi. Lúc phao tính nó cá bự không mọi người. Qua thả cạn vậy sao? Chứ qua thả tay đất sạch. Lúc phao tính đâu cá bự không mà. Quýnh quán chân nè. Thả sao? Bắt. Dạ. Bắt vậy khó khô. Thôi con nhỏ nhỏ con đâu có bắt đâu. Gặp cảnh mưa quá mưa mọi người ơi. Mắc đục mưa ở đây luôn. Mưa quá mưa rồi. Xong cũ á mọi người thua. Thì giờ chạy qua bên hướng bên Ba Ngọn nha. Thì mới rút đầu chợ mới vô chút xíu rồi mọi người. Thì Trường thấy, Trường chắc thấy chỗ này nè, cá nó lộn lộn một nhau hết trơn gì đó. Rồi thì anh em đánh đây một chút nha. Sông này nước nó đẩy mạnh mọi người ơi, đẩy mạnh lắm, lục bình đột lục bình trôi cũng nhiều lắm. Con nước nha mọi người.
nói chung là thì dọc có nhớt vậy. Cho hên hên may mắn lụm được có cá gì ở đây sao? Chứ giờ xu quá, đánh chỗ nào cũng được gì chứ. Đó. Khúc sông này ngon lắm luôn. Đó, đi câu mới hiểu cảnh mọi người ơi, vừa lên bãi ha, quăng câu xong cái ống mưa. Mưa quá mưa luôn. Mưa mà phía mãi thuyền gió nữa. Ủa? Bự là. Bự. Ừ. Ok. Ngăn này mà chạy lên chút xíu phải không? Đi nó quẩn như vậy đó, nó có ăn đâu. Gọi đi coi cá bự ụng cũng được. Hai anh em trường á đổi phong thủy mọi người ơi. Đổi rồi, đổi vị trí. Hai thằng đổi chéo ngược lại. Kiểu nãy xù cà nao quá rồi. Giờ đổi đi vị trí cái gì đây? Cá nục quá trời, thằng tính đi bãi khác rồi nhưng mà thấy ụt chịu không nổi cho nên thôi hai thằng đeo tiếp luôn. Dính không dính thôi chơi bãi một. Bự hả? Hả chứ con cá nó bự vậy? Nhìn thấy nao nôn luôn á. Nó sức lộn cá nó bự nữa rồi kìa. Thấy không? Mới quay thấy không? Thấy luôn nha. Kiểu gì không đó mọi người mà nó vui vẻ ăn. Chịu thôi biết sao giờ. Ui lạ, ngay sát bên luôn kìa. Lá chỗ đó thả thằng tay đi treo thằng tay chơi. Ê, chị treo đặt lọt thế ta? Đặt lọt. Bé rồi thôi. Đó. Nằm vừa phải thôi. Cái này không ăn là mình sẽ neo nữa nha mọi người. Bữa sau mình vô mình câu nữa. Chứ bãi này nó quá ụt rồi, nhìn chịu không nổi luôn. Thấy thấy mình kiếm mau sao? Kiếm ủa kìa, kìa, lộn giữa nữa kìa. Ôi là trời, con cá nó không dưới 2-3 kg đó. Mới lộn mới đọp luôn kìa. Trời ơi, quýnh cá chốt, quýnh mồi cá chốt mà. Ăn nó ừ giật kệ 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 từ 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 thấy không á. Ừ cá ăn ngoài nó thêm cái nữa kìa, xả dậy xuống chút chắc nó kệ kệ kéo nó mọi người kìa thấy không, ăn không có hết rồi báo liền chứ. Ừ 20 kg á, gần tay không mà ghẻ hết trơn, cái gì cũng không ghẻ nữa, chống chống lên chưa. Họ lội lên cái rễ coi. Họ lộ bên đó nữa kìa. Thì đó tao quăng đi giữa lại đi. Ê ê lục bình. Hay quá. Hả? Ừ. Rồi. Rồi. Mắt cái mục. Quay chân nữa đó hả? Ừ. Quá vậy, không vô ăn cái phao dùm cái cây. Để dở rồi ngồi 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 ngồi. Còn. Quá vậy. Lâu lâu á, đi bãi mới, bãi cá khủng luôn á mọi người. Mà mớm thì chịu thôi. Bãi này chắc không bỏ nha. Bãi này giờ mình chia sẻ lên cho mọi người biết cái đi rồi mở mình lại đánh nữa. Đây là ở khu của Ba Ngọn nha mọi người. Khu Ba Ngọn, Ba Hồ, Dòng Ghiền á. Ủa, Ba Ngọn khúc này ở gần chợ mới Dòng Ghiền. Bãi cá khủng rồi Ba Ngọn á. Neo chưa giờ không ăn luôn. Hello hai anh em chạy về trong khúc trong sông cũ nè. Thấy đùm lục bình ngang đây. Rồi nó lục ở đây nhau nhau hết trơn nè.
Chắc mình câu đại kiếm miếng nhớt chơi nha mọi người, chứ để đi nguyên cả ngày mà không miếng nhớt gì chứ. Bự đó kìa. Sâu ngay đây sâu dữ vậy. Hên hên này vừa ăn cái này ăn luôn không ta? Rút rút kiếm miếng nhớt chơi coi. Kiếm cảm giác đóng cá rồi, nguyên ngày đi không có cảm giác đóng cá gì trơn. Cá ăn câu của anh thấy gì kìa. Ngay cục mồi lên tim nhóc chơi kìa. Nó chỗ ụt á. Kỳ vậy, sao đẩy vô rồi nghĩ thôi. Mới ăn rồi chắc, ăn rồi chắc. Cùng mẹ, mới ăn kìa. Mới ăn, mới ăn. Mới giật cái đó. Dính này. Bự không? Nó quýnh quán như trời. Đi lại đó, đi lại, đi vòng ở đó luôn, lấy ô cho dễ. Đi lại đó sát bên, dễ dở lên. Thì đi lại đó đó. What the hell thiệt chứ. Chạy vô. Cá này chắc cũng cỡ hàng 3, hàng 4 à. Hả? Ừ thì hàng 3, hàng 4. Ừ, quay vô sát lên, dở lên. Ê, từ từ đấy nó vô uổng nha. Cho thấy mặt nhớt cái đi, cho thấy mặt nhớt đàng hoàng đi, cho thấy nhớt cái đi. Lo lo lục bình vô. 700g không? Hả? 600g. Xuống bắt luôn đi ông ơi, để cho thấy nhớt đi. Để nguyên ngày nay hai thằng mớm rồi. Mép trên, trên dừng vụt mất công nghe. Cũng thấy cho nhìn thấy mặt đồ biết niềm tin đồ. Lôi lục bình vô luôn, cầm đi tiếp cận cho thằng giác cái loại ấy xuống, bước xuống đó từ từ. Vịnh cái nhánh kìa. Trời ơi, quăng câu trước luôn mà không ăn nha mọi người. Hả? Lội luôn đi. Trời ơi, nguyên ngày mớm mà giờ có nhớt thì mừng muốn chết luôn mà. Thôi ghê chi bơi. Bơi cái động hết trơn. Bước xuống nó nắm nhánh lôi lục bình vô được rồi. Một tay vịnh nhánh á. Ồ, cá bự gục không nhóc trơn kìa. Ừ, rồi bước xuống vậy được rồi. Cứ lôi lục bình á, lôi lục bình vô từ từ á, lại vô à. Ừ. Ông đóng cá quải đù thì chứ. Để chạy xuống dấp. Lôi lục bình ngoài vô từ vô. Ôi ơi, dính đường cá mừng muốn chết luôn nguyên ngày. Lôi ruột mà không thấy mặt con cá là mọi người buồn lắm. Mình cũng buồn luôn nữa. Bước xuống lại đi, ướt rồi là ướt rồi, sâu không? Ừ, rồi nó nắm vô. Trời ơi, gì đó mỏng sao bằng hoài. Đúng rồi đó, nhà nào càng nghèo. Ừ. Chỗ này đó,
tắm hoài vậy. Ừ. Tiểu Cường lại hên ta, bữa hôm Tiểu Cường lại dính Hugo này. Tiểu Cường lại chát lụm Hugo liền ha. Nắm vô luôn. Cuộc sống mà mình phải cực khổ mình mới bắt được em nó chứ. 700-800 gram hả? Nửa ký lô cái gì? Làm sao vụ con cá luôn đi nghe không? Lội luôn, báo mà. Ờ thôi đi, nguyên ngày cũng có đống cá là ngon rồi, báo. Rồi giờ nay cá được nhiêu ạ? À? Rồi, nửa ký, 600 gram nửa ký. Chữ Cường lại có nhớt liền tay. Rồi bỏ xuống rồi, con cá này cá gì vậy? Ngộ qua đâu phải cá cha đâu. Dở rồi Tiểu Cường, con dở đó rồi. Con cá gì nó mập thấy ghê mập vậy. Thôi kệ đi, vậy là người vui rồi. Có nhớ có vui rồi, có đống cá rồi. Lấy gọng, lấy gọng. Lấy gọng hả? Để ăn cái chắc, ăn cái chắc. Ăn cả, ăn cả, ăn cả. Mới ăn cả. Được. Ăn cần kia xong tới ăn cần này trời. Như ghẻ được cái ăn huệ đó. Thấy chiều mình tính rút về đó. Chiều tối rồi. Nó chưa. Giật hình từ từ. Ê chưa từ từ. Chưa rồi, dính này. Tóc đi. Dính nào. Sảy rồi. Ông giật tù lao thiệt trời, lâu được giật một cái. Chán thiệt chứ. Lâu nó ăn được lần á. Báo không hà, để xíu thì cho nuốt vô đi. Chịu hết nổi mọi người. Kiến thức hôm nay trường mớm nha. Chát thì được đóng cái hai cái. Trời. Xém vô mắt rồi. Đó, chát lụm được anh em này. Thôi nhưng mà hôm nay á, đi được đi cái bãi mà cái ục nhiều quá. Hồi chưa á, nhìn cũng đã mắt rồi. Rồi, vậy thôi, chờ em lại mọi người video sau nha.